Hứa Minh Đạt gây nghẽn mạng khi tung ảnh cưới với Lâm Vĩ Dạ 13 năm trước. Dịp 14/2, đôi vợ chồng diễn viên hài khiến fan thích thú khi tung bộ ảnh cưới lãng mạn. Cách đây 13 năm, Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ cho thấy độ chịu chơi và chịu chi khi đầu tư về trang phục cưới, từ áo dài truyền thống đến váy cưới hiện đại. Hứa Minh Đạt hài hước viết, lễ tình yêu du hành đủ các nước luôn. Chia sẻ của nam diễn viên nhận về hàng nghìn lượt like, thích và bình luận của khán giả. Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ hiện là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Việt. Sau 13 năm gắn bó, cặp sao lúc nào cũng mặn nồng như thuở mới yêu. Nam nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh và lời nói đầy yêu thương tới bà xã trên mạng xã hội, cũng như trên các chương trình truyền hình khiến dân mạng không khỏi ngưỡng mộ. So với ông xã, Lâm Vĩ Dạ may mắn hơn trên con đường sự nghiệp khi được nhiều khán giả yêu thích và là gương mặt thương hiệu cho nhiều game show truyền hình. Khi được hỏi có chạnh lòng không khi thấy vợ nổi tiếng hơn mình, Hứa Minh Đạt cho hay, anh cảm thấy điều đó là bình thường, không có gì phải buồn vì ở nhà vợ tôi cũng đã hơn tôi rồi. Lâm Vĩ Dạ cũng chia sẻ lại loạt ảnh cưới do chồng đăng tải và viết, không hiểu sao hồi đó chụp hình cưới mà hai đứa lại sáng tạo ra kiểu này. Ý tưởng gì vậy nhỉ? Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ từng học chung trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Tình cảm của cả hai bắt đầu nảy sinh từ những vở diễn, rồi họ tìm thấy sự đồng cảm và dần trở thành một cặp. Khi về chung một nhà, Hứa Minh Đạt và Lâm Vĩ Dạ không tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa, song bằng tình yêu chân thành, họ đã vượt qua và ngày càng gắn kết hơn. Tổ ấm của cặp sao càng hạnh phúc hơn khi có hai cậu quý tử ngoan ngoãn, thông minh. Hứa Minh Đạt từng tâm sự, tôi sợ vợ, nể vợ và rất yêu thương vợ. Đó là niềm hạnh phúc của người chồng. Sống trong gia đình là phải yêu thương nhau. Đối với tôi, đó là sự yêu thương trong gia đình.